Dạ vâng, những cái góc nhìn nó đưa ra để mà chúng ta cùng chia sẻ đó, thì sau khi mà quý vị nghe cái câu chuyện mà luật sư Duyên gửi đến cho tất cả quý vị thính giả, thì chúng ta thấy cái việc chia sẻ nó rất là dễ dàng, không có khó khăn như là Lệ Ngọc đã đưa ra, phải không quý thính giả? Và trở lại về cái vấn đề mà dịch coronavirus, rồi quý vị còn nhớ là ở Virginia trong những ngày cuối tuần, cái số người là 2 người, mà một người, thưa quý vị, đây là một vị hải quân ở tại Virginia, ở Fairport đã bị là dương tính. Thì qua cái sự việc này mà lục quân Mỹ đã đưa ra một cái quyết định chỉ có một ngày sau khi mà có 2 quân nhân Mỹ được xác nhận là bị coronavirus, trong đó là một thủy thủ tại nước Ý và một hải quân tại Virginia mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Do đó đã tuyên bố là quân đội của Mỹ sẽ hạn chế những chuyến đến đi từ nước Ý, Hàn Quốc, vì hai cái nước này là quý vị đã nghe rồi, cái dịch bệnh mà về COVID-19 đã bùng phát ở tại đây. Chỉ có nước Ý không thôi, mà cái bản tin mới nhất trong ngày hôm nay thưa quý vị là nước Ý, thành phố của nước Ý, Venice và Milano cũng đã bị bế quan tỏa cảng như là thành phố Vũ Hán vì cái dịch bệnh COVID-19. 1/4 người dân Ý bị cách ly, và nước Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên mà ban cái hành biện pháp nghiêm ngặt để mà ngăn chặn virus corona lây lan. Mà cho tới ngày hôm nay, cái dịch bệnh này đã lây nhiễm gần tới 6.000 người, trong đó con số người mà bị chết tới 233. Do đó, nước Ý có tới hơn 15 triệu dân Ý bắt đầu bị cách ly. Có con số này là Ngọc thấy cần kinh khủng quá nhiều, thưa với lại luật sư Duyên. Thì bây giờ đó, khi mà cái dịch, chúng ta biết mà khi một con vi khuẩn mà bắt đầu nó rộ lên, nó phát triển, nó giống như là nấm vậy đó. Thì cái sở dĩ mà người ta phải cách ly kinh hoàng như vậy là bởi vì người ta không có biết rằng là cái độ mức độ lây lan nó như thế nào. Một người bị thì nó sẽ gây cho 2 người khác, rồi 2 người khác vừa bị thì sẽ gây ra 4 người khác, mà nó làm theo cái cấp số nhân đó. Thì quý tín giả ngồi cứ làm toán, thì hồi đó mình vô trường mà mình cứ lấy 2 người, rồi 2 thành 4, 4 thành 8, rồi xin lỗi, ở già 4 thành 8, rồi 8 thành 16, 32, 64 đó. Và là quý tín giả thấy con số nó kinh hoàng ghê lắm. Bởi vậy cho nên 16 triệu người ở cái thành phố Milan. Milan là một cái trung tâm, Milan là cái trung tâm về tài chính của Ý, mà bây giờ cũng là nội bất xuất mà ngoại bất nhập là như vậy. Để mà quý tín giả cùng nhau mà nhớ lại coi cái số mà nhân đôi đó. Mình thấy nha, một người nhân đôi, rồi cái người thứ hai là 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, rồi 8 thành 16 đó. Mà quý khán giả muốn biết cái số nó nhiều tới mức độ nào đó, thì đây là một cái cũng là một cái câu chuyện nè. Chúng ta biết cái bàn cờ đó nó có 64 ô. Cái bàn cờ nó có 64 ô thì một ông nó là danh thủ cờ đó mà ngồi đánh cờ với vua đó, thì vua mới bắt đầu cảm thấy cái người này giỏi cờ quá, mà mình đánh tới đâu mình thua tới đó, thì ông vua ông nói bây giờ muốn ban thưởng thì muốn bao nhiêu ông sẽ lấy tiền ông cho, thì ông này ông nói là bây giờ đó, cứ mỗi một cái ô, 64 ô của cái bàn cờ tướng đó, mỗi một ô đó hoàng thượng cho thần một hột gạo thôi. Thì ông vua ông mới cười, ông mới nói là ta đã ban cho nhà ngươi bao nhiêu cái vàng bạc mà nhà ngươi còn không chịu nữa, mà nhà ngươi chỉ xin 64 ô cờ này, mỗi một ô là một hộp gạo, ô thứ hai là 2 hộp, ô thứ ba là 4 hộp, ô thứ tư là 8 hộp. Tại sao nhà ngươi xin khiêm tốn như vậy? Thì ông này ông chỉ cười nhẹ thôi, ông nói không, nhà vua chỉ cho như vậy thôi. Quý tín giả thấy không? Vậy mà từ số 1 cho tới số 64 đó, nó nhân lên cái số hộp gạo đó, mà tới mức độ là kho gạo của nhà vua không đủ gạo để chung cho ông này. Lúc đó nhà vua mới hiểu rằng là mình đang nói chuyện với một nhà toán học thứ thiệt. Quý tín giả cứ lấy đi, 1 rồi 2 rồi 4, mình cứ nhân tới 10 lần tới 20 lần thôi là mình thấy con số đó đã kinh hoàng rồi. Vậy thì nếu mà người nào mà thương tôi mà cho tôi đó, thì tôi cũng sẽ nói như vậy đó, là trong một ô của cái bàn cờ tướng, cái ô đầu tiên cho tôi 1 sen, ô thứ hai nhân đôi giùm tôi, nhân đôi hết cái bàn cờ mà 64 ô đó, thì
ông Nguyễn Hoàng Duyên sẽ trở thành tỷ phú trở lại với Liên Hợp. Wow, thưa quý vị, như vậy thì bắt đầu khi mà mỗi lần mà chúng ta nghe nói ai xin chỉ có 1 sen và tiếp tục cho hết cho tới 64 ô trên cái bàn cờ tướng, chắc là bây giờ chúng ta sợ liền, chúng ta nói không cho đâu, không có thể nào bị mắc lừa nữa. Một cái điều mà chúng ta đã cùng nhau để mà học hỏi và biết thêm từ sự chia sẻ của luật sư Duyên. Thì thưa với lại luật sư Duyên, Việt Nam thì như thế nào? Lại Ngọc thấy là từ những tin tức từ những báo chí trong nước thì cho biết họ kể cho tới ngày hôm qua thì chỉ trong một ngày thôi có thêm 10 người được xác nhận là cũng nhiễm virus corona, và tất cả này đều trên một cái chuyến bay từ London để mà trở về Hà Nội tuần trước đây, và hàng nghìn người đang bị cách ly ở tại Việt Nam. Thì thưa quý vị, Lệ Ngọc biết là trong cái mùa vừa mới qua có rất nhiều quý vị thính giả về lại thăm gia đình trong cái mùa dịp lễ Tết. Thành thử mỗi khi mà quý vị đi về Việt Nam như vậy thì chắc chắn quý vị phải đi qua những đường bay của Hàn Quốc, của Nhật, rồi của Trung Quốc, thì có rất nhiều quý vị đã nói với Lệ Ngọc là đã phải hủy đi những cái chuyến bay của Air China. Nhưng mà Nhật, Hàn Quốc đều có hết. Thành thử khi mà quý vị về trở lại, quý vị cũng nên cẩn thận đó. Tại vì xuyên qua những cái ca nhiễm mà mới nhất ở tại đây, dù chưa có một người nào là người Việt Nam, nhưng mà quý vị thấy là họ cũng vì họ đi trên những chuyến du thuyền, họ đi qua bên phía Trung Quốc, họ đi qua nước Ý, nước Nhật mà trở về lại và đã bị dương tính. Đó là một cái điều mà quý vị nên cẩn thận và để ý. Có gì thì quý vị hãy đi bác sĩ ngay lập tức. Và những cái tin tức mà về vấn đề y tế, Lệ Ngọc thấy là ngay cả chính phủ của Tổng thống Donald Trump hay là mỗi một vị thống đốc của những tiểu bang mà đã có những người bị dương tính ở virus corona thì họ đều có những cái cuộc họp báo ngay lập tức sau đó, và những cái lời họ tuyên bố lên là quý vị đừng lo ngại, dù rằng quý vị không có bảo hiểm đi nữa thì quý vị cũng nên đến ngay những văn phòng bác sĩ ngay lập tức để mà quý vị kiểm tra vấn đề này. Và xuyên qua những tin tức mà từ ngày cuối tuần Lệ Ngọc nhận được thì có rất nhiều những hãng bảo hiểm đều nói rằng quý vị sẽ không phải copay, có nghĩa là quý vị không trả cái số tiền mà 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, hoặc là quý vị cũng không trả cái co-insurance, có nghĩa là cái 20% hay cái 30% hay cái 40% mà cái trách nhiệm chúng ta phải trả nếu mà liên quan đến dịch bệnh coronavirus, thì quý vị cũng đừng có lo ngại. Lệ Ngọc nghĩ là những cái hãng bảo hiểm này họ sẽ thanh toán rồi từ đó họ đưa qua bên chính phủ. Đó là những cái điều mà Lê Ngọc nhắc nhở. Nếu mà quý vị đã đi những nơi ở xa, dù hay là quý vị không đi về Việt Nam, quý vị đi du lịch thì quý vị cũng nên cẩn thận. Mỗi khi mà quý vị cảm thấy khó thở hay là quý vị có những cái cơn sốt, những cái gọi là fever nhẹ thì quý vị cũng nên cẩn thận và để ý tới. Không biết về dịch bệnh coronavirus thì luật sư Duyên còn có những cái ghi nhận nào khác nữa hay không ạ? Mình sẽ tiếp tục, tại vì chắc có lẽ là mình không biết tới mùa hè nữa ngưng chưa mà. Nhưng mà cứ mỗi một ngày một cập nhật, và cái câu chuyện coronavirus nó không có ngờ là hai anh em cứ nói chuyện với nhau mà nó đẻ hết chuyện này ra chuyện nọ, mà sẽ còn hầu chuyện với thính giả về coronavirus cho tới khi nào mà trái đất này nó kềm chế được cái dịch bệnh đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì như là ông bác sĩ hồi nãy nói đó, ông Fauci đó, thì theo ông bác sĩ Fauci thì ngay bây giờ đây mình cũng biết đây là cái virus mới, không biết được là bao giờ nó sẽ ngừng. Chỉ có qua cái lời nhắn của Lệ Ngọc, quý thính giả an tâm về cái mặt là bảo hiểm như insurance như thế nào, rồi mình qua những cái thông tin mà được loan báo đó, mình biết cách để mà mình gìn giữ, mình bảo vệ sức khỏe của mình. Và sẽ anh em chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, ngày hôm nay ngày thứ hai thì thưa với luật sư Duyên, không thể nào mà không cập nhật đến cho quý vị thính giả về bầu cử sơ bộ vào ngày mai. Cũng là một ngày mà người ta nói là ngày lần thứ hai của Super Tuesday, của ngày siêu thứ ba. Những cái tiểu bang nào mà quý vị thính giả sẽ đi bầu, Lệ Ngọc đang thấy có Idaho, có Michigan, có Mississippi, có Missouri, North Dakota và Washington. Thì trong đó
tiểu bang Michigan là cái tiểu bang mà cái số delegate, số đại biểu cao nhất là 125 đại biểu. Thì Lê Ngọc đã bắt đầu thấy những cái tin tức họ đang nói về cái chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont, đó là ông Bernie Sanders. Tương lai của ông như thế nào sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái kết quả của ngày mai của tiểu bang Michigan. Có thể là ông hay là ông Joe Biden, nhưng mà những cái tham khảo, những cái kết quả vừa mới đưa ra trong sớm ngày hôm nay, ngày thứ hai, thì đang cho thấy cái poll đang có vẻ về cái chiều hướng là ông Joe Biden sẽ thắng cử ở tại đây. Kết quả như là thì thật sự chúng ta cũng phải chờ cho tới ngày mai. Nhưng mà thưa với luật sư Duy, một điều người ta đang chờ đợi là ông Bernie Sanders đã từng chiến thắng bà Hillary Clinton hồi năm 2016 ở tại Michigan, thì không biết ông có lặp lại được cái chiến thắng này ở tại tiểu bang Michigan như là trong cuộc bầu cử 4 năm trước đây hay không? Thì để trả lời là ông Bernie có thể thắng ở Michigan không, thì giờ quý thính giả vừa nghe Lê Ngọc chia sẻ đó, trong 6 tiểu bang ngày mai, bữa nay là thứ hai, ngày mai là họ có sơ bộ đó, thì Michigan là cái tiểu bang mà có nhiều phiếu đại biểu nhất, 125 phiếu. Rồi cái tiểu bang thứ hai mà có đại biểu kế tiếp đó là 89 phiếu. Đó là hai cái tiểu bang mà người ta sẽ quan tâm nhiều nhất đó. Thì ông Bernie Sanders, ông biết cái tầm quan trọng của Michigan, mà ngày hôm qua thay vì ông đi tới Mississippi thì chỉ có 36 phiếu thôi, thì ông đã sửa lại cái lịch trình của ông để mà ông tập trung, ông tấn công tối đa Michigan. Thì đó là cái hiện tượng mà mình thấy. Cái thăm dò bây giờ cho ngay lúc mà anh em chúng tôi đang nói chuyện đó, thì một những cái thăm dò mà mới cho thấy rằng là cái số mà gọi là cái xác suất để mà ông Biden thắng ông Sanders, thì ông Biden ấy, ông đạt được là 52% cái số, trong cái số thăm, đây là thăm dò thôi không phải là số phiếu, trong khi thăm dò người chỉ có 36% ủng hộ ông Sanders thôi. Thì quý thính giả thấy cái sự sai biệt nó là 16%, còn cái số còn lại là cái số mà người ta chưa quyết định, là mình chưa có biết. Nói như thế để hiểu rằng là nếu mà ông Sanders muốn lặp lại cái kết quả của Michigan của năm 2000, cái lần năm 2016 đó, thì phải cố gắng nhiều lắm, là tại vì cái thăm dò nó cho biết là gì, cái hồi năm 2016 đó, sở dĩ người ta dồn cho ông Bernie Sanders bởi vì người ta ghét bà Hillary Clinton, người ta không ưa bà cho nên người ta dồn về một phía. Bây giờ cái yếu tố Hillary Clinton không còn nữa, thành ra giữa hai ông cái gì cũng tương tự hết, mà là cũng là Mỹ trắng, cũng lớn tuổi này nọ vân vân đó, thì chưa chắc là cái yếu tố đó khiến cho người ta sẽ, là cái yếu tố mà ghét ông Biden ấy, chắc không có còn nữa mà. Thành ra đó là một cái nó làm thay đổi cái cuộc diện. Cho tới giờ phút này thì ông Biden ông được 664, trên nó tính toàn quốc đó, ông đã được 664 phiếu rồi, trong khi ông Bernie Sanders thì được 573 phiếu. Cái sai biệt nó tới 91 phiếu lận. Mà ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe ông bà Kamala Harris, cũng là một ứng cử viên mà bà đã rút lui sớm đó. Ngày hôm qua bà cũng lên tiếng ủng hộ ông Biden. Rồi ông Cory Booker, ông thượng nghị sĩ người da đen đó, cũng lên tiếng ủng hộ ông Biden nữa. Cho nên mình thấy hình như là những cái ngôi sao nó đang sắp hàng, làm thành ra cái dãy ngân hà chung quanh Biden đó. Chính vì như vậy cho nên bên phía bên Tòa Bạch Ốc bây giờ đó, họ đang nỗ lực để mà họ điều tra con của ông Biden là Hunter Biden. Thứ nhất, cái chuyện mà hôm chương trình trước thì tôi với Lê Ngọc có chia sẻ với quý thính giả đó, là cái ông Mitt Romney, ông nói ông sẽ có thể ông chống lại cái chuyện mà subpoena, tức là đòi cái lệnh đòi đứa con của Biden ra, nhưng mà ngày hôm thứ sáu thì ông lại chuyển ý, thành ra ngay bây giờ là ông đã đồng ý để mà gọi là đòi Biden ra tường trình trước thượng viện.
thực sự trong lòng tôi cũng không care nữa, là tại vì chính cái quốc gia mà xảy ra cái chuyện của con ông Biden đó là Ukraine đó, chính quyền đó họ nói rằng là yes, con của ông Biden có là ngồi trên board của cái công ty Burisma, nhưng mà không, con đứa con không làm gì sai, mà nhất là ông phó tổng thống không có dính gì vô cái vụ đó đó. Thành ra muốn điều tra thì cứ điều tra, mà đây mới là cái vấn đề nè. Là ngày hôm qua cái ông Tim O'Brien, ông này là phát ngôn viên của ông Michael, ông tỷ phú Michael Bloomberg, mà Michael Bloomberg bây giờ đang là ủng hộ ông Biden, chúng ta biết rồi. Thì cái ông phát ngôn viên của ông tỷ phú Michael Bloomberg đó, ông nói rằng là nếu mà đụng tới đứa con của ông Biden đó thì là họ sẽ có một cái chiến dịch mà gọi là Scorched Earth, là đốt cháy luôn trái đất này để mà chống lại mấy đứa con của Donald Trump. Thì quý khán giả cứ bỏ lên bàn cân đi, con ông Biden thì có một người mà làm ở bên cái công ty Burisma, không có dính gì tới, mà ông Biden là ông không có dính gì tới cái chuyện đó, và thứ ba nữa là không có ảnh hưởng gì nhiều trong cái cuộc điều hành dưới cái thời của ông tổng thống Obama hết á. Còn bây giờ đó, mà nếu mà bên phía bên ông Bloomberg mà ông sẵn sàng ông bỏ tiền ra để làm một cái cuộc vận động để mà điều tra đó, thì cái bầy nhầy, cái lầy lụa của gia đình Trump, từ là Trump cha, Trump Trump con, ngay cả quý tín giả nhớ là bà chị ruột của Donald Trump đang là thẩm phán của tòa 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 appeal đó, tức là tòa thượng tố đó, bà chị của ông Donald Trump đó, bà chỉ còn bà, biết là tóm lại là cái mực của bà là chỉ thua tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thôi. Vậy mà vì cái lý do mà đang chuẩn bị điều tra những cái tài chính của gia đình đó, bà phải từ chức để bà né cái cuộc điều tra. Bà từ chức thì bà từ chức, nhưng mà với bây giờ nếu mà cái chuyện mà ông Bloomberg mà ông nói rằng là tôi làm một cái cuộc điều tra công khai, ông trả lệ phí cho những người kia người ta làm đó, thì chắc chắn là nếu mà muốn đốt cháy đó thì đốt cháy tiêu luôn cái gia đình Donald Trump cũng có nữa. Thành ra bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta không có muốn đấu đá với tổng thống, mà tổng thống thì quyền lực bên nọ kia, nhưng mà mấy ông dưới mắt mấy ông tỷ phú đó thì Donald Trump cũng chỉ là tép riêu thôi, chả có là cái quái gì hết trơn đó. Thì cái đó mình xem coi là cái chuyện mà điều tra con của ông Biden tới đâu. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà tôi nghe Tim O'Brien mà nói lên cái câu rằng là sẽ có một cái chiến dịch mà gọi là Scorched Earth, cái là đốt tiêu trái đất này để mà chống lại mấy đứa con của Donald Trump đó, thì tôi biết là chưa biết mèo nào cắn mèo nào và ai sẽ là lạnh cẳng trước. Là tại vì bây giờ cái lũ mà cuồng Trump ở Thượng viện đó, những cái thằng như là Lindsey Graham này, này này nọ đó, liệu có dám hy sinh cái sự nghiệp chính trị của mình cho một cái chuyện ruồi hay không? Điều tra Hunter Biden sẽ không đi tới đâu, yes, mà nó làm cho cái lòng dân nó phẫn nộ lên, mà lòng dân phẫn nộ tới tháng 11 này họ còn dồn phiếu cho Biden nhiều hơn nữa. Thì đó là một cái chuyện mà mình xem coi cái cuộc đấu đá sắp tới nó sẽ như thế nào. Còn cái nhìn mà nói chung của những cái người mà phân tích về chính trị đó, nói rằng là ngay bây giờ Đảng Dân Chủ họ họ thấy rõ rồi, cái quan trọng của họ là bứng Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc. Mà người ta chê, người ta nói là ông Biden là không có đủ điều kiện này nọ, không có competence, là ông này cũng không có perfect, mà không có đủ cái khả năng. Nhưng mà cái chuyện khả năng tính sao mà so giữa Sanders hay là Biden gì đó mà đụng đầu với Donald Trump đó thì người ta vẫn thắng. Nếu mà nói về khả năng thì giữa cái thông minh giữa giữa Biden với lại Donald Trump đó, mình cái câu trả lời nó rõ như ban ngày rồi. Cái người mà nghĩ rằng là không có ai biết đâu mà cái đảo Puerto Rico đó, là đó là một cái đảo mà nó nằm đảo cho nên nó nằm giữa biển rồi, xung quanh toàn là nước bặn không đó, cái kiến thức tới cỡ đó mà gọi là so cái competence với ông Biden là chuyện rồi. Đảng Dân Chủ nói là bây giờ họ đã đoàn kết với một ứng cử viên, thì như tôi chia sẻ với thính giả hôm thứ hai đó, không phải là Biden thắng Donald Trump mà chính chúng ta đánh bại Donald Trump, là chúng ta nè, và đánh bại Donald Trump xong có thể là Biden làm một nhiệm kỳ thôi,
rồi qua nhiệm kỳ thứ hai có thể là lúc đó Biden đã 82 tuổi rồi, nếu mà cái sức khỏe không còn tốt nữa thì cái người phó tổng thống sẽ ra ứng cử để mà thế vị mà. Cho nên ngay bây giờ nổi cái chuyện mà người ta đã nói lên, người ta đã đồn đại rằng là Biden nhắm là chỉ cần thứ nhất là một nhiệm kỳ thôi, và thứ hai do đó cái sự chọn lựa cái người phó tổng thống của ông Biden đó, cái đó nó vô cùng quan trọng. Thì đó là những cái chiến lược về chính trị chia sẻ với quý thính giả. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với lại quý vị thính giả, sau những cái bản tin mà chúng ta đã biết về cái dịch bệnh coronavirus thì cái tác động thật sự của con virus này đối với kinh tế không riêng gì ở Hoa Kỳ mà ở ngay cả trên thế giới, thì trong những ngày trong tuần qua liên tục quý vị đã thấy toàn là những cái số màu đỏ ở tại Wall Street, ở thị trường tài chính ở tại New York. Thì thưa với luật sư Duyên, cái ảnh hưởng nó có phải là nó kéo đến, nó tác động từ những cái công ty lớn, từ những tập đoàn lớn, cái vấn đề sản xuất của họ bị trở ngại ở ngay tại Trung Quốc hay không thưa luật sư Duyên? Thứ nhất đó là nó là một cái common sense nữa. Cả thế giới bây giờ đã trong nhiều thập niên qua, từ khi mà ông Đặng Tiểu Bình ông mở cửa đó, thì Trung Quốc họ trở thành nghĩa là thế giới mà nói rằng là nếu mà nói cái gì mà tới software đó là nghĩ tới Ấn Độ, còn nói tới sản xuất nghĩa là hàng hóa này nọ, những cái mặt hàng đó thì nghĩ tới Trung Quốc, là tại vì họ là cái chế độ cộng sản, chế độ độc tài mà không có cái quyền của công nhân vậy đó. Hàng của họ làm giá rất là rẻ, mà thêm nữa là cái dân của họ quá đông. Cho nên thí dụ tôi nói là nội chỉ còn một con ốc mà vặn con đinh ốc thôi đó, mà mình cần thí dụ hàng triệu con đinh ốc đó, thì họ là cái nơi mà sản xuất, họ đủ nhân công để sản xuất lẹ và sản xuất rẻ nữa. Chính vì vậy mà cái nền kinh tế của phương Tây và kể cả nền kinh tế của Mỹ đó lệ thuộc vào cái sức sản xuất của Trung Quốc. Chúng ta nhớ là có lần cái hãng Apple của ông Steve Jobs nè, hãng Apple họ tính là họ sản xuất cái MacBook mới của họ ở Texas, tới chừng mới biết rằng là mình cần một cái số lượng đinh ốc để mà ship mấy con ốc vô cho cái MacBook thôi đó, cần nhiều đến mức độ mà hỏi ra không có công ty Mỹ nào có thể đáp ứng được, không có ký cái contract được, mà tại vì họ cần hàng triệu con đinh ốc như vậy trong vòng một tuần. Khi mà nói tới bên Trung Quốc thì họ nói là yes, họ làm được. Là họ làm được tại sao vậy? Là họ chia ra nhiều nhà máy, mỗi nhà máy sản xuất chừng là vài chục ngàn con thôi, là cũng trong vòng một tuần lễ là cũng xong rồi. Thì 10 triệu con đinh ốc thôi mà Mỹ làm không phải là mình làm không nổi mà mình làm không kịp. Đó, đại khái nó như thế. Mà nếu mà hàng mà đi trễ chừng một tuần lễ là mấy cái công ty khác nó cạnh tranh liền. Mà nói như vậy để mình hiểu rằng là cái kinh tế bây giờ đó, đừng có nói cái chuyện là Trung Quốc first hay là America first hay là nước nào first đó, không có cái nước nào mà first ở trên cái trái đất này hết đó. Mình có một cái interdependent, một cái liên lập giữa các nước với nhau về mặt kinh tế, thì đó là cái câu mà để cho thấy rằng là khi mà cái dịch coronavirus này nó phát triển đó, thì khi mà nó bùng ra, nó phát triển ra, thì nhà máy của Trung Quốc cũng là bị tê liệt. Mà tê liệt có nghĩa là hàng hóa không có cung cấp được cho các cái hãng khác mà của trên thế giới mà. Thì đó là một cái vấn đề. Tôi có nói chuyện với một anh là chuyên, anh là một cái người mà uy tín mà bán xe hơi cho hãng Toyota đó, ở cái vùng San Jose này nè. Có một anh Việt Nam bán uy tín lắm mà cộng đồng Việt Nam tin tưởng lắm. Anh là người là nói là mua xe Toyota là ai cũng tới anh hết đó, tại vì anh rất là chân thật mà làm việc không có mánh mung gì đó, mấy chục năm rồi. Mà chính vì điểm đó cho nên cái số xe của anh bán nó kinh hoàng lắm. Thì có dịp nói chuyện với anh nói là ngay bây giờ đầu tháng 3 của năm 2020 nè, anh nói nếu mà cái đà này tiếp tục đó, thì chỉ trong vòng 1-2 tháng nữa là Toyota sẽ không có xe để mà bán. Chỉ vì là
cái đồ part của những cái xe như là Toyota, Honda đó, những cái phần chính thì vẫn là của Nhật sản xuất, nhưng mà có những cái mà nó lặt vặt đó thì do Trung Quốc sản xuất. Mà chúng ta biết một chiếc xe hơi mà thiếu một cái món thôi, nó không thành chiếc xe mà. Cho nên đó là mình thấy là nội cái công ty Toyota là một cái thí dụ thôi. Còn bây giờ nếu mà quý thính giả đọc tin ngày hôm qua đó, thì nó có một cái công ty nó tên là South by Southwest. Đừng có hiểu lầm là cái hãng Southwest là hãng máy bay của mình. Cái công ty nó tên là South by Southwest đó, thì tôi nói tắt là South by thôi. Thì cái công ty này đó là cái công ty mà năm nào cũng vậy đó, họ có một cái đại hội âm nhạc. Thì cái đại hội âm nhạc đó tổ chức ở bên Texas, ở bên Austin đó, thì họ tổ chức từ là năm 1980 mấy, 87 tới bây giờ là mấy chục năm rồi. Vậy mà cái cách đây chỉ có năm nay là dự định là tháng 3, có nghĩa là bắt đầu nghĩa là vào tháng 3 này đó, là bắt đầu ngày 13 tháng 3. Bữa nay chúng ta là ngày 10 thì chỉ còn có vài ngày nữa bắt đầu thôi đó. Vậy mà hôm qua họ phải cancel. Cái công ty này đó là một cái đại hội, mà đại hội trong đó là gồm có âm nhạc, có phim ảnh, có những cái kỹ nghệ về giải trí đó. Sở dĩ cách đây mới tuần trước thôi, họ còn lên tiếng, họ nói rằng là không, nghĩa là họ sẽ đảm bảo họ không có hủy bỏ cái đại hội này gọi là South by Southwest ở bên Austin đó. Vậy mà cho tới họ nói cứng lắm, mà nói họ sẽ tiếp tục. Vậy mà hôm thứ sáu này là tức là hôm 6 tháng 3 nè, thì họ nói là họ phải hủy. Là tại sao vậy? Là tại vì mấy cái công ty bảo hiểm đó, họ nói là họ sẽ không cover cho những cái chuyện mà liên quan tới coronavirus. Vì vậy thì bây giờ nếu mà cái người tham dự mà nó lên tới 10.000, 20.000 người mà có một cái chuyện lây lan mà xảy ra đó, thì bảo hiểm họ không cover. Mà nếu họ bảo hiểm họ không cover đó, thì South by Southwest họ sợ rằng là họ không có đủ tiền để mà họ chịu cái trách nhiệm đó. Chúng ta biết là chỉ cần vài vụ thôi là nó đẻ ra bao nhiêu cái tiền đó thì họ chịu không nổi mà. Cho nên vì cái lo ngại đó mà ngày hôm qua họ đã cancel rồi. Chúng ta nhớ là mới hôm cái chương trình trước Lệ Ngọc với chúng tôi có chia sẻ đó, nói là cái Olympics, cái là Thế vận hội mùa hè này nè, là bây giờ thì tại vì nó quá lớn rồi nên người ta nói không thể nào mà cancel được. Nhưng mà tôi ngờ rằng là bây giờ còn xa thì họ nói như vậy, chứ còn tới gần đó mà lại cái là toàn thế giới mà bị ngăn cản không có đi này nọ đó, thì không lẽ các lực sĩ là thi đấu mà không có khán giả? Mình cũng chưa biết được, có thể họ cũng thi đấu, họ cũng bơi lội đưa lên truyền hình thôi. Nhưng mà chắc chắn là nếu tiếp tục thì cái Thế vận hội mùa hè này cái ban tổ chức sẽ lỗ nặng. Thì đó là mình nói những cái hiện tượng mà nó ảnh hưởng tới kinh tế. Thì từ mấy hãng xe hơi, rồi mấy cái tổ chức lớn như là South by Southwest, rồi Olympic, rồi những cái sự tranh giải, rồi cái kỹ nghệ du lịch đó, bây giờ người ta nói là đã ra cảnh báo là đừng có đi những cái chuyến bay đường dài, tránh, cần thiết lắm mới đi. Rồi những cái du thuyền, cái cruise ship á, bây giờ cũng ngưng. Rồi ngay cả chúng ta nè, mình nói là yes, người ta đi mua gạo, mua nước mắm gì, nhưng mà quý tín giả, mua gạo, mua nước mắm có nghĩa là nếu người ta mua bây giờ thì trong vòng 6 tháng nữa người ta không mua, 1 năm nữa người ta không mua. Tại nên cái chuyện mua bây giờ nó chỉ rộ lên mà nó hoàn toàn nó không có cái giá trị gì về kinh tế đó. Nhưng mà chỉ có một cái sự thực, đó là công nhân mà nằm nhà có nghĩa là họ không có lương, hay là họ có lương bị giới hạn gì đó mình không biết. Nhưng mà họ không có tiền thì cái sức tiêu thụ của họ, cái sức mua của họ cũng không có nữa. Còn đa số tất cả những cái công ty từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Nam Hàn, tất cả đều cần cái sự sản xuất của Trung Quốc hết. Bây giờ người ta đang rất là sợ là nếu mà nó cứ kéo dài chừng 2-3 tháng nữa thì mình không biết cái sức sản xuất của toàn cầu đi tới đâu. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái chứng khoán nó đã rớt nhiều rồi, mình tưởng là nó không rớt nữa nhưng mà nó lại tiếp tục rớt. Thì cái đó là cái mà nó là một cái mối lo cho tất cả những nhà kinh tế trên toàn cầu, chứ không phải là chỉ có Mỹ với Trung Quốc. Trở lại với đây không?
Vâng, Lê Ngọc lại vừa mới thấy một cái tin tức mà đưa ra trong ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, về Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Mà quý vị còn nhớ bà là cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2020. Thì lúc mà bà lên tiếng bà từ bỏ cuộc đua thì còn quá sớm để nói rằng là bà ủng hộ ai. Thì trong ngày hôm qua, bà đã cho biết là bà sẽ ủng hộ cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Mà nếu mà quý vị theo dõi hoặc là quý vị nghe một cái đoạn ghi âm được đăng trên Twitter, thì bà Harris đã nói rằng là bà rất là tin tưởng ông Joe Biden vì cái sự quen biết từ lâu. Rồi là bà lại nói rằng là bà nghĩ là ông Joe Biden sẽ là người để mà có thể đoàn kết lại bên đảng Dân Chủ. Thì với cái sự ủng hộ của bà Kamala Harris sau hàng loạt những ứng cử viên trước đây mà chúng ta đã nghe tới, nào là Peter Buttigieg, rồi Beto O'Rourke, bà Amy Klobuchar, rồi ngay cả ông Mike Bloomberg, thì cái chiến thắng mà người ta đang chờ tiếp tục là ông vẫn còn được cái chiến thắng vang dội từ South Carolina để mà thay đổi cái tình hình của ông. Rồi trong cái tuần vừa mới qua Super Tuesday lần đầu tiên, để cho đến ngày mai cái vang dội và cái chiến thắng này nó sẽ có tiếp tục hay không. Nhưng mà có một điều thưa với luật sư Duyên, có những cái đồn đoán, đây là những đồn đoán thôi nha, thưa với lại quý vị và luật sư Duyên. Người ta đang nói đến là có thể ông Joe Biden, ông, nếu ông là người được đại diện cho bên đảng Dân Chủ, thì có thể ông sẽ chọn một người phụ nữ để mà làm vai trò phó tổng thống trong cái liên danh của ông. Thì hình ảnh của người phụ nữ này là ai? Thì những cái đồn đoán họ lại có cho một cái tin rất là giật gân, thưa với lại luật sư Duyên. Có thể là bà Michelle Obama. Luật sư Duyên có nghe về cái đồn đoán mà nó sôi nổi như vậy hay không ạ? Cái đồn đoán có, nhưng mà mình từ cái góc nhìn của bà Michelle Obama đó, thì bà đã nói, bà nói là bà không muốn run for office. Thành ra về phía mà đảng Dân Chủ họ muốn, và đồng thời có thể ông Joe Biden ông cũng muốn cái bà Michelle có muốn hay không, đó lại là một cái vấn đề khác. Nhưng mà qua cái trình bày của Lê Ngọc đó thì hổm rài người ta đồn đoán nhiều lắm, là tại vì như hồi nãy anh Duyên cũng mới chia sẻ đó, cái góc nhìn của đảng Dân Chủ đó thì họ nói rằng là có thể họ chỉ cần ông Biden gọi là tạo được cái thế đoàn kết của đảng Dân Chủ để rồi tháng 11 này chiến thắng cái tòa Bạch Ốc thôi, rồi họ chỉ cần ông Joe Biden đó làm tổng thống trong vòng 4 năm thôi, với sự giúp sức của một cái nội các nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, nó đem lại cái đạo đức, cái giá trị cho cái nền chính trị Mỹ. Nó không có còn mà gọi là ngồi đó mà tweet rồi phun ra những cái lời độc địa nữa, phải không? Rồi sau 4 năm đó đó, thì là khi mà Thượng viện, Hạ viện và bên Tòa Bạch Ốc đó, họ chấn chỉnh lại, họ lấy lại cái uy tín của nước Mỹ đó, thì có thể một người khác đưa ra sẽ là ứng cử. Cho nên ngay bây giờ cái đồn đoán là có thể là ông Biden á, ông phải cân nhắc. Thì có nhiều người tên phụ nữ ra lắm, thì ngoài ra ngoài bà vợ của ông Obama ra đó, thì ngay cả những cái tên như là bà Kamala Harris là một nè, Klobuchar nè, hoặc là bà Elizabeth Warren, đây là những người mà người ta nói rằng là trong cái giới nghị sĩ đó cũng có thể là một trong những người này có thể được chọn làm phó cho ông Biden trong cái liên danh của ông Biden. Nhưng mà liệu ba cái người này nè, Kamala Harris với lại Klobuchar với lại Elizabeth Warren đó, có lôi được một cái số cử tri bên ngoài không, đó lại là một cái vấn đề khác. Bởi vì ngay bây giờ khi mà mình nói cái chuyện mà đấu đá trên về chính trị đó, thì thí dụ ông Biden ổng đã lôi được một số cử tri nào đó rồi đó, thì cái người phó của ổng nó phải cover cái số cử tri còn lại. Chứ nếu mà cái người phó và ông Biden cũng lôi đúng cái số cử tri đó đó, thì nó không có lợi cho cái liên danh mà. Cho nên người ta nói rằng là nghe tên ba vị thượng nghị sĩ đó thì có thể là nghe tên thì nhiều người biết, nhưng mà có thể bị loại ra. Còn nếu ngoài ra thì người ta nhắc tới cái tên của bà Stacey Abrams. Bà Stacey Abrams sở dĩ mà được đưa ra đó là tại vì bà là cái người Mỹ gốc, người Mỹ da đen. Bà đã tranh cử
cái chức governor ở ở Georgia đó, thì bà thua xích sao thôi, mặc dù Georgia là một cái tiểu bang đỏ của là tức là của Cộng hòa đó, mà bà đã thắng sát đó. Thì người ta, và bà này nó, nếu mà chúng ta lắng nghe cái cách mà bà trình bày, bà nói chuyện đó, cho biết là bà này nội lực kinh lắm, bà này giỏi lắm. Nhưng mà một lần nữa, liệu bà có thu hút được cái khối cử tri khác hay không? Đó cũng là một cái bài toán mà đảng Dân Chủ họ cũng đang tính. Rồi người ta cũng nêu lên có cái tên của ông Buttigieg mà. Thì tất cả những cái điều đó, như một lần nữa, khi mà tổng thống nói là mấy cái người chính trị gia của bên Dân Chủ đó có quid pro quo, có nghĩa là đổi chác thì nọ đó, thì cái đó mà ai cũng biết là nó đương nhiên như vậy rồi, mà cái đó không có cái gì sai hết trơn á. Thành ra ngay cả chính bà Hillary Clinton đó, trong cái cuộc phỏng vấn, nếu mà quý khán giả có coi cái chương trình của Faris Zakaria vào sáng Chủ nhật hôm qua đó, thì bà Hillary bà phỏng vấn với ông Faris Zakaria, thì có được hỏi về cái người mà chung liên danh với ông Biden đó, thì bà cũng có không có chỉ có cho một cái câu trả lời dứt khoát. Bà cũng làm một cái phân tích đi từ những người này mà, thì bà nói là cái đó phải là một cái cuộc tính toán rất là kỹ, là bởi vì quý khán giả nhớ là chính bà Hillary, nếu mà bà chọn đúng cái người phó tổng thống mà chung liên danh với bà đó, có thể là bây giờ bà là tổng thống rồi. Chúng ta nên nhớ là bà ấy lôi được một cái số phiếu nhiều hơn Donald Trump, nhưng mà kẹt là ở mấy cái tiểu bang mà giữa đó, như là Wisconsin, Michigan này đó, bà hoàn toàn bà không có lôi được phiếu, bà thua không nhiều, bà thua chỉ 3 tiểu bang mà cộng lại bà thua chỉ có 10.000 phiếu thôi, có nghĩa là thua sát sao như vậy đó, mà hãy mà thua một phiếu đi nữa là mình mất một tiểu bang mà. Cho nên tôi ngồi lại, tôi nhìn lại, tôi nói nếu mà hồi đó bà đừng có lựa ông Tim Kaine. Ông Tim Kaine thứ nhất là rất là boring, cho tới bây giờ ông đã thất cử rồi đi nữa, mỗi một lần ông tuyên bố tôi chả thấy có một cái gì gọi là hay hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại làm sao mà bà Hillary chọn. Nhưng mà tôi nói là phải chi mà hồi năm 2016 mà bà ngon lành bà nói là bà chọn ông Bernie Sanders mà là phó của bà đó, thì bà sẽ lôi được hai cái khối cử tri, là cái khối cử tri của bà là đã vote cho bà rồi. Còn cái khối cử tri mà nó chống bà đó, mà nó lại ủng hộ ông Bernie Sanders, mà cái khối đó mà vào cái ngày đi bầu cử mà đi ra mà bỏ phiếu đó, thì không chừng bà Hillary đã thắng rồi. Đằng này vì một cái lý do gì đó mình không biết, bà không lừa đó. Bây giờ bà ngồi lại, tôi cũng nghĩ là tôi nghĩ được cái chuyện đó, thì bà Hillary bà cũng phải đã nghĩ lâu rồi. Bà cũng biết là chọn lựa cái người phó tổng thống chung liên danh mình đó, bà đã chọn lựa không đúng. Thành ra nó nhiều yếu tố lắm. Vậy thì anh em chúng tôi làm cái phân tích về cái tầm quan trọng của cái người phó tổng thống trong liên danh của mình, để gọi là cung ứng với quý thính giả của NVR mà, cung ứng cái thông tin để mình theo dõi, rồi mình coi cái góc nhìn của mình như thế nào, và nó làm cho đọc tin mà mình cảm thấy nó hào hứng hơn, nó vui hơn. Còn đoán là ai sẽ là phó cho ông Joe Biden đó, ngay bây giờ rất là khó đoán. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, có một điều thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả ở Michigan thì quý vị sẽ thấy hình ảnh của bà Kamala Harris, bà sẽ vận động tranh cử cùng với ông Joe Biden ở Detroit, Michigan trong ngày hôm nay. Thì do đó người ta cũng đặt ra một cái câu hỏi là có thật sự bà Kamala sẽ được ông Joe Biden chọn nếu mà ông đại diện cho bên đảng Dân Chủ hay không. Thì bà Harris, bà này trước đây bà cũng từng được xem là một ứng cử viên hàng đầu bên đảng Dân Chủ. Khi mà mới đầu ở những cái thời gian đầu mà bà phát động cái chiến dịch tranh cử tổng thống cho năm 2020, vì quý vị còn nhớ có một cái cuộc meeting ở Oakland thì bà cũng đã thu hút được cho tới 20.000 người. Nhưng mà sau đó thì bà cũng đã rời cái cuộc đua này sớm hơn những ứng cử viên vừa mới qua đây. Và thưa với lại luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà cái vấn đề mà cái kinh tế của nước Mỹ mà chúng ta cũng đã có nhắc tới trong những tuần vừa mới qua liên tiếp và ngay cả ngày hôm nay nữa, thưa luật sư Duyên, Lệ Ngọc cũng thấy là mở đầu cho thị trường Wall Street trong ngày đầu tuần mà Dow Jones ở giờ phút này, thưa quý vị,
con số ở hiện tại đã là trừ 7,76%, S&P 500 cũng trừ 7,25%. Thì không biết vào cái phút cuối vào 4 giờ chiều nay ở tại miền Đông Bắc thì có bật trở lại không? Thì chúng ta chưa biết. Thì từ những cái điểm này làm Lệ Ngọc nhớ là về giá dầu thô. Thì ở cái tin từ Dubai đã cho thấy là cái giá dầu thô đã rớt cho tới 30% trong sớm ngày hôm qua, sau khi mà tổ chức OPEC đã không đạt được một cái thỏa thuận là cắt giảm đi sản lượng dầu thô vì Saudi Arabia chẳng những còn tự phá giá mà còn tăng sản lượng khai thác dầu ở Saudi Arabia. Thì cái diễn tiến này thật sự có thể đưa đến một cái cuộc chiến phá giá dầu toàn diện, và từ vì cái ảnh hưởng của dịch coronavirus hay không, thưa luật sư Duy? Lệ Ngọc nêu cái tin này hay quá. Là tại vì cái vấn đề mà cái coronavirus đó, thì nó ảnh hưởng toàn cầu, mà thành ra cái tin về coronavirus đó, nó làm cho người ta quên những cái biến cố khác. Nhưng mà thật sự cái biến cố mà Lệ Ngọc mới vừa nói đó, về cái vấn đề giá dầu trên thế giới đó, nó là một cái biến cố mà nó ảnh hưởng tới kinh tế một cách kinh hoàng luôn đó. Thì để mà mình hiểu được cái tại sao cái giá dầu nó quan trọng đó, cho tôi đi một chút xíu cái background, cái nền thôi, mình hiểu biết nền. Mà chúng ta biết là cái trái đất này, loài người luôn luôn cần năng lượng, và cái năng lượng cho tới giờ phút này, năng lượng mà cần nhất vẫn là dầu hỏa. Hồi xưa mình chỉ lúc mà chưa có khám phá ra dầu hỏa thì nó khác, còn bây giờ khám phá ra dầu hỏa rồi cả thế giới đều từ máy bay, xăng, rồi tàu thủy rồi cũng chạy dầu hỏa hết đó. Nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, và một cái việc mà lên xuống giá dầu đó nó ảnh hưởng tới cổ phiếu nữa. Thành ra cái chuyện mà cổ phiếu ở cái vấn đề mà giá dầu và cái cổ phiếu của các công ty dầu đó, nó cũng lôi luôn cả cái thị trường chứng khoán trên toàn thế giới nữa. Vậy thì để mà hiểu cái giá dầu nghĩa là sao, chúng ta có rất là nhiều nước trên thế giới sản xuất dầu, mà giờ gọi là khủng hoảng về xăng dầu của những thập niên 50-60 đó, nó mới khiến cho là những cái nước mà sản xuất dầu đó lập ra một cái tổ chức. Chúng ta biết rằng hàng hóa ở trên thị trường đó, nếu mà chúng ta sản xuất nhiều quá mà nó thặng dư đó, thì cái giá tự nhiên nó rớt. Nhất là xăng dầu, quý tín giả cứ tưởng tượng đi, làm các cái giếng dầu mà cứ sản xuất ra hàng triệu triệu thùng, nếu mà dư ra mà hàng triệu triệu thùng đó, nội tìm cái chỗ chứa cho những cái dầu mà nó dư thừa đó, cái số mà surplus, cái số thặng dư đó cũng là một cái vấn đề nữa. Tại vì dầu hỏa không phải giống như nước lạnh mà muốn chứa đâu chứa, chứa là phải có bồn chứa đàng hoàng. Thành ra ngay cả những cái nước mà những cái kho dầu mà kinh hoàng trên thế giới đó, mình cũng không có chỗ mà chứa nữa. Cho nên khi mà những cái nước sản xuất dầu đó mà họ sản xuất thặng dư ra, thì lập tức cái chuyện đầu tiên là giá dầu rớt. Mà giá dầu rớt đó nó ảnh hưởng tới các mặt hàng, các kinh tế, các cái mặt hàng khác, là cả cái kinh tế nó bị ảnh hưởng. Còn nếu mà họ siết lại, họ không sản xuất khiến cho dầu nó thiếu đó, thì tự nhiên giá dầu nó tăng cao lên. Và một lần nữa, dầu không phải là nước lạnh, mà mình muốn đổ vô một cái bồn nào đó, nó cũng một cái reservoir nào cũng được hết đó, mà nó phải là những cái bồn chứa nó có tính cách kỹ thuật nó rất là cao, rất là kiên cố. Chính vì như vậy đó mà qua cái xáo trộn của thập niên 60 đó, thì các cái nước mà sản xuất dầu ở trên thế giới đó, họ lập ra một cái tổ chức, là cái tổ chức OPEC đó. Thì OPEC nó có 14 nước, trong đó mình có những cái tên rất là quen như là Iran nè, rồi Ả Rập Saudi nè, rồi Venezuela nè, rồi Indonesia nè, Iraq vân vân, rồi Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất, rồi Kuwait chẳng hạn, 14 nước. Thế thì vì 14 nước này họ sản xuất một cái tổng sản lượng dầu nó kinh hoàng đó, cho nên họ phải ngồi lại với nhau và họ phải bàn cái giá cả. Nhưng mà đó là những nước OPEC, còn những nước mà không có nằm ở trong OPEC đó, thì trong đó có nước Nga. Nước Nga là một nước mà chúng ta biết họ cái kinh tế của nước Nga đó chỉ dựa vào dầu hỏa, vào khí đốt thiên nhiên,
và đồng thời nghĩa là bán súng, bán đạn, bán bom, đại khái nó như thế. Nhưng mà dầu hỏa rất là quan trọng. Thế thì cái chuyện mà sản xuất dầu nhiều hay ít, tăng số lượng hay là giảm số lượng, đó là một cái cuộc tính toán mà mỗi một lần mà họp với nhau đó thì OPEC mà họp là luôn luôn có nước Nga mời, và lần này đó thì họ họp ở nước Áo đó, tuần vừa qua là cuối tuần này nè, họ họp ở bên Áo. Thì đây là những cái chuyện đã xảy ra nè. Là cái khoảng cách đây 3 tuần thì chúng ta biết là Mỹ của chúng ta đó, mình mới nói là mình trừng phạt cái công ty xăng dầu Rosneft của Nga. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta đang có đấu đá với Venezuela, mà cái công ty xăng dầu của Nga đó là cái công ty xăng dầu mà thứ nhất họ nhận chở dầu giùm Venezuela. Chúng ta đang đấu đá với Venezuela, chúng ta chống lại cái ông tổng thống độc tài là cái ông Maduro đó. Thì bây giờ Mỹ mà công ty Rosneft của Nga thứ nhất là đã chẳng những là chở dầu giùm rồi, mà còn lại thêm có cái chuyện nữa là thí dụ bây giờ Rosneft không có bán thẳng được cho Anh, Pháp, Đức này nọ đó, thì họ bán cho Nga rồi Nga mới bán lại cho Anh, Pháp, Đức mà. Thành ra coi như là Nga, cái công ty Rosneft đó là do một cái tay tỷ phú mà là thân cận của Putin điều hành mà. Thì bây giờ bên phía bên Mỹ mình mới ra cái lệnh là sanction cái công ty xăng dầu của Nga. Thì đó là một cái đòn mà mình đánh vào xăng dầu của Nga. Thì bắt buộc là Nga phải nghĩ tới cái cách trả đũa thôi. Thành ra hôm thứ Sáu đó, trong cái phiên họp mà OPEC của 14 nước OPEC đó, thì trong đó Nga cũng được mời tới. Thì OPEC họ đề nghị cái gì? Họ nói rằng là bây giờ để mà giữ cái giá dầu đừng có rớt đó, đừng có phá giá như là Lệ Ngọc nói hồi nãy đó, thì họ yêu cầu là cái chỉ tiêu của họ là bớt mỗi một ngày, giảm bớt cái sản lượng là khoảng là 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Nghĩa là 14 nước đó, nghĩa là họ tính toán với nhau để mà họ giảm. Thì Nga cũng được họp đó. Thì bây giờ Nga muốn chơi lại nước Mỹ nè. Thì cái phái đoàn của Nga họ nói là họ bỏ họp, họ không đi ra. Và họ nói là khi mà họ đi ra khỏi phòng họp rồi đó, thì họ sẽ chẳng những không giảm mà họ sẽ tăng cái sản xuất của họ lên. Tức là họ tăng cái số lượng lên. Thì Nga vừa bước ra khỏi đó, thì vào thứ Bảy Chủ nhật, tức là cái ngày hôm qua đó, là Ả Rập Saudi là lên tiếng liền thứ khác. Là thứ nhất là cái số lượng dầu của Ả Rập Saudi bán cho Trung Quốc đó, thì mỗi một thùng dầu Saudi đó, họ nói họ sẽ giảm bớt 6-7 đồng một thùng. Chúng ta biết một thùng có khoảng chừng $30 đại khái như thế, mà nếu mà họ giảm bớt 6-7 đồng có nghĩa là còn có 22-23 đô la một thùng dầu thôi. Và họ nói chẳng những họ giảm giá xong mà họ còn tăng cái sản lượng thêm, nghĩa là tăng thêm đó, ngoài cái sản lượng bình thường họ tăng thêm là 2 triệu thùng dầu mỗi ngày nữa. Như vậy có nghĩa là Ả Rập Saudi tức là công khai ngang hàng chơi vẫn là để chống với nước Nga đó. Có nghĩa là nếu mà họ bán nhiều hơn đó thì họ chiếm thị trường nhiều hơn và họ phá giá. Thì cái chữ phá giá mà Lệ Ngọc mới nói đó ảnh hưởng rất là kinh hoàng. Thì mình tưởng là chỉ có OPEC với lại Nga rồi với lại Ả Rập Saudi họ đấu đá lẫn nhau thôi, thì nó mới ảnh hưởng tới các công ty xăng dầu của Mỹ. Chúng ta biết rằng là cái các công ty xăng dầu của Mỹ của chúng ta đó, mặc dù là chúng ta không có dính gì tới OPEC hết đó, nhưng mà cái vấn đề mà làm ăn của các công ty xăng dầu nó lệ thuộc với nhau kinh hoàng lắm. Và cái này đó mình có thể mình tóm cái tình hình bây giờ đó, cũng giống như là bên phía Mỹ mình á, mình trừng phạt công ty xăng dầu của Putin thì Putin chơi cho công ty xăng dầu của Mỹ, rồi ngược lại đó thì Saudi cũng tấn công Putin, mà thành ra nước Mỹ của chúng ta bị kẹt giữa. Tại sao chúng ta bị kẹt giữa? Thứ nhất là Mỹ mình cũng có sản xuất xăng dầu, mà cái số sản xuất xăng dầu của các công ty Mỹ rất là lớn. Thì bây giờ đó, ngay trong cái lúc mà vì coronavirus đó, thì cái nhu cầu dầu trên toàn thế giới nó giảm, các hãng người ta không có sản xuất nữa mà. Thì tự nhiên
cái người ta không có cần dầu nữa. Thì các công ty xăng dầu của Mỹ sản xuất dầu rất là nhiều, ngay cả Chevron này nọ đó cũng là phải chịu ảnh hưởng rồi đó. Vì vi khuẩn cho nên dầu ế, rồi vì đấu đá với nhau như vậy, có nghĩa là bên Ả Rập Saudi và Nga tranh nhau tung dầu ra làm hạ giá dầu đó, nó khiến cho những cái công ty xăng dầu của Mỹ đó bị kẹt vì cái nợ. Chúng ta nên nhớ là cái cho tới giờ phút này đó, cái mức mà gọi là cái giá chứng khoán đó, công ty Chevron là cái công ty mà cái chứng khoán nó bị rớt 20%. Quý tín giả cứ tưởng tượng đi, ví dụ như là mà mình đang có 10 đồng mà giờ còn thành có 8 đồng thôi, thì cái Chevron đó nó bị rớt giá 20%. Như vậy mà nó nói là công ty Chevron là tốt nhất trong các công ty khác, đó là bởi vì những cái công ty khác đó bị rớt giá, cái chứng khoán của họ đó là rớt giá từ 30% có, 40% có, 50% có. Chẳng hạn cái công ty mà ETF trong cái list của S&P 500 đó, nó rớt trong tháng này thôi, nó rớt 33%, cũng là nó rớt giá 1/3. Thì cái vấn đề của đây nè, mình tưởng là mấy cái công ty xăng dầu là cái số tiền họ là vô tận, nhưng mà không có vô tận. Để mà họ có tiền, họ khai thác các cái mỏ dầu đó thì họ mượn mấy cái ngân hàng. Mình quý tín giả cứ nhìn cái như thế này là mình hiểu nè. Chẳng hạn như công ty của Tổng thống Donald Trump mà xây cất nhà đó, nghe nói là có bạc tỷ như vậy đó, nhưng mà mượn các nhà băng cũng mượn tỷ này tới tỷ nọ. Thì khi mà mình mượn tỷ này tới tỷ nọ, có nghĩa là tới kỳ mình cũng phải trả tiền lời, rồi tới kỳ mình cũng phải trả vốn, nó y hệt như vậy thôi. Thì tôi nói một công ty cho hiểu, thì các công ty xăng dầu của Mỹ cũng vậy nữa. Họ mượn nhà băng từ tỷ này tới tỷ nọ, và thường thường mà cái số tiền mà mượn mà lớn như vậy đó, thì các ngân hàng họ cũng chỉ là những cái nhà đầu tư thôi, họ cũng phải bảo vệ đồng tiền của họ. Bây giờ cái chứng khoán của mấy hãng dầu của Mỹ mà rớt á, thì mình biết mà, chẳng hạn như ngay bây giờ đó, những cái công ty xăng dầu của Mỹ họ mượn hàng chục tỷ để mà họ khai thác dầu khắp nơi, tới bây giờ đó thì là thường thường mấy cái loan đó nó chỉ có phải hoàn trả trong vòng một cái thời gian ngắn hạn, có những cái loan dài hạn, nhưng mà những cái loan mà xăng dầu đó họ cho mượn thường thường là vài năm thôi. Thì bây giờ đa số các cái món nợ của các công ty xăng dầu của Mỹ đó, năm nay là năm 2020 nè, tới năm 2022 là phải trả cả vốn lẫn lời. Tiền lời thì vẫn phải trả, nhưng mà tới năm 2022 thì vẫn phải trả hết vốn luôn. Nhưng mà bây giờ cổ phiếu thì rớt giá, tiền thì xăng dầu bán không được, không có tiền vô, thì như thế nào? Mình phải refinance, y hệt như chúng ta mua nhà, chúng ta phải mình tốn tiền là phải refinance thôi. Cái kẹt là với cái tình hình chứng khoán như vậy, với cái tình hình kinh tế như vậy, mấy cái công ty xăng dầu của Mỹ đó mà muốn refinance thì mấy nhà băng không có dám nhào vô nữa. Mà nếu mà mấy nhà băng mà không không có dám nhào vô nữa thì họ sẽ default những cái loan, và họ default những cái loan đó thì cũng có thể dẫn tới bankruptcy. Mình cứ nghe cái thông tin là các cái hãng xăng dầu của Mỹ cũng bị phá sản dài dài thôi à. Những cái công ty mà lớn như là Chevron hay là BP này nọ thì là không, chứ còn BP thì của anh. Nhưng mà những cái công ty đó nó quá lớn, nó không có bị phá sản đi nữa, nhưng mà nó gặp khó khăn về tài chính rất là kinh hoàng. Thì cái đó là cái mà cái tình hình dầu hỏa trên toàn thế giới nó chằng chịt với nhau như thế. Thì cái giải pháp cho một cái khủng hoảng như vậy đó, thì phải mình cũng là common sense nữa, mình phải đồng ý là phải giảm sản lượng, rồi những cái chi phí sản xuất của mình đó, cái giá thành của một cái thùng dầu nó cũng phải giảm nữa. Và tất cả những cái đó đó nó đòi hỏi một cái sự hợp tác toàn cầu. Thế mà bây giờ các cái nước như là Nga rồi OPEC này nó đấu đá đó, nó sẽ tạo ra một cái sự khủng hoảng, một cái sự lúng túng. Mà người ta nói rằng nếu mà cái Nga và OPEC mà không có ngồi lại với nhau thì không chừng là cái giá dầu nó rớt xuống còn có 20 đồng một thùng thôi. Thì cái đó là mà hãy giá dầu rớt là các công ty xăng dầu của Mỹ cũng rớt theo, và nó lôi luôn cái thị trường chứng khoán cũng rớt theo nữa, bởi bởi vì
trong tất cả các cái thị trường chứng khoán đó, những cái sự hiện diện của các công ty xăng dầu nó rất là kinh hoàng mà, và nó ảnh hưởng tới kinh tế. Và cái đó là cái lý do tại sao mà Donald Trump sốt vó lên, cứ thúc là quỹ dự trữ liên bang phải giảm lãi suất, phải giảm lãi suất. Thưa quý thính giả, không hiểu về kinh tế thì mình tưởng đâu là chỉ giảm lãi suất là nó tăng, không phải. Nó là một cái suy sụp toàn cầu, mà chính vì vậy mà bên phía bên tòa Bạch Ốc bây giờ họ rất là quan ngại cái vấn đề này, chỉ vì cái tin về coronavirus nó bao trùm quá, thành ra những cái tin này nó bị mờ đi. Nhưng mà cái giới làm kinh tế đó, họ thấy là cái đấu đá về xăng dầu giữa Nga, giữa OPEC và giữa Mỹ, Venezuela này nọ đó, bây giờ đang là một cái cuộc chiến mới, mà cái cuộc chiến này vô cùng nhức đầu. Chúng ta xem, để xem coi là những, bây giờ nó mới xảy ra cuối tuần này mà, trong những ngày tháng tới nó chuyển biến như thế nào, thì anh em chúng tôi sẽ trở lại và trình bày với quý thính giả. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái vấn đề này nó ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của nước Mỹ. Thưa quý vị, qua cái sự ghi nhận và cái sự tường trình của luật sư Duyên, thì quý vị đã thấy là Nga và cả Saudi Arabia đã khởi động cái cuộc chiến để mà phá giá, làm cho dầu thô rớt cho tới 30%. Một thùng dầu thô, thưa quý vị, chỉ còn có 31 Mỹ Kim, và trong biết ngày hôm nay thì lại như thế nào. Nhưng mà những nhà chuyên gia mà họ phân tích, thưa quý vị, họ đã có một cái nhận xét là cái tiên đoán tình hình giá dầu trên thị trường sắp tới còn khủng khiếp hơn là cái cuộc chiến giá dầu từ hồi tháng 11 của năm 2014, bởi vì cái tình trạng giảm mức cầu do cái lan tràn dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cộng thêm vào đó, thành thử khi mà giá dầu thô xuống dưới 30 Mỹ Kim một thùng đó, cái điều này sẽ đe dọa rất là nặng nề đến cái kỹ nghệ dầu đá phiến của nước Mỹ. Khi mà ở nước Mỹ cái chi phí sản xuất là từ 30 cho tới 40 Mỹ Kim một thùng. Những cái tin tức này đưa ra thì quý vị sẽ thấy cái sự lo ngại của những kinh tế gia. Cái đó là ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế suy thoái của nước Mỹ trong cái thời gian sắp tới. Do đó quý vị thấy toa là màu đỏ trong những ngày, trong tuần vừa mới qua đây. Điều đó, Tổng thống Donald Trump, ông rất là lo ngại cho cái chiến dịch tái tranh cử của ông. Đó là bản tin cuối mà luật sư Duyên và Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Một ngày thật là bình an sẽ đến với lại tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Duyên và chào quý vị. Xin chào tất cả.